Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hậu ly hôn, chồng cũ đăng ảnh bên Hoàng Oanh và con tiết lộ luôn mối quan hệ của cả hai chỉ qua một hành động nhỏ. Chồng cũ không ngại đăng ảnh và tăng Hoàng Oanh vào dòng trạng thái của mình. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà showbiz Việt đã có nhiều cặp đôi tuyên bố được ai nấy đi. Trong số đó, vụ ly hôn của Á hậu MC Hoàng Oanh cùng chồng Tây là khiến dân tình hụt hẫng và tiếc nuối nhất. Cặp đôi đã có 3 năm mặn nồng, và quả ngọt là cậu bé Matt cực khẩu khỉnh. Mới đây vào sáng ngày 18 tháng 4, chồng cũ của Hoàng Oanh là Jack Coley đã có động thái thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cụ thể, trên Instagram cá nhân của mình, anh đã đăng tải hình ảnh cũ nhưng rất hạnh phúc bên Hoàng Oanh và con trai. Kèm theo đó, anh viết dòng chú thích Happy Easter, tạm dịch lễ phục sinh. Một chi tiết đắt giá hơn cả là Jack còn có gắn thẻ tài khoản của Hoàng Oanh ở bức hình này. Từ động thái này có thể thấy mối quan hệ của cả hai hậu ly hôn vẫn thuận thảo vui vẻ. Theo Hoàng Oanh, cả hai không là vợ chồng nhưng vẫn là gia đình và vẫn cùng nhau chăm sóc nuôi nấng con trai. Điều này khiến ai nấy nể phục cách hành xử văn minh của nàng á hậu. Hậu đừng ai nấy đi với chồng Tây, Hoàng Oanh bất ngờ tâm sự. Lựa chọn đi thế nào cũng cần rất nhiều dũng khí để tin vào chính mình. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hoàng Oanh vừa bất ngờ viết những dòng tâm sự gửi đến người hâm mộ. Á hậu chia sẻ, trên đời này ai cũng có những thử thách riêng, những bài học lớn dành cho mình. Không con đường nào dễ đi hơn con đường nào. Lựa chọn đi thế nào cũng cần rất nhiều dũng khí để tin vào chính mình. Thế nên mình biết ơn vì mình còn rất nhiều yêu thương và hạnh phúc ở bên. Mình mong cho tất cả những ai ngoài kia đang phải phân vân, tranh đấu, đau lòng cho những lựa chọn của mình rồi sẽ tìm được con đường bình an nhất. Có thể thấy sau biến cố hôn nhân, Hoàng Oanh dường như đã sẵn sàng cho một hành trình mới với vai trò là người mẹ đơn thân. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng dành cho cô nàng những lời khen không ngớt vì sự mạnh mẽ và bản lĩnh đáng ngưỡng mộ. Ai nấy đều mong cô sẽ sớm có được hạnh phúc viên mãn sau nhiều lần trắc trở trong tình yêu. Hoàng Oanh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên quý tử hậu ly hôn chồng Tây, nụ cười tươi rói của hai mẹ con làm dân tình xúc động. Cách đây không lâu, Hoàng Oanh vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai khi đang đưa cậu bé đi chơi. Trong ảnh, cả Hoàng Oanh và con trai đều hết sức vui vẻ, tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Có thể thấy dù trở thành tâm điểm bàn tán dư luận suốt nhiều ngày qua, thế nhưng Hoàng Oanh vẫn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu, rạng rỡ hậu biến cố. Giống với mẹ, bé Matt lúc nào cũng luôn toát lên vẻ hồn nhiên, đáng yêu và khấu khỉnh. Gương mặt điển trai đùa vui với mẹ khiến bao người lùi tim. Tuy vậy, nhiều người không giấu nổi sự xúc động, tiếc nuối và đồng cảm với mẹ con Hoàng Oanh bởi cô và chồng cũ trước đây thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vô cùng ấm áp và hạnh phúc bên nhau, khiến nhiều người suýt xoa ngưỡng mộ. Có thể nói dù hôn nhân tan vỡ, thế nhưng Hoàng Oanh đã chứng minh cho nhiều người thấy mình là người phụ nữ độc lập và bản lĩnh, khi không chỉ mạnh mẽ đối mặt với biến cố, tự vực dậy bản thân và nhanh chóng trở lại với công việc, cũng như bù đắp nhiều hơn cho con trai để cậu bé không bị thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.